Bảo vệ tại rạp chiếu phim luôn giữ mọi thứ trật tự, nhưng không phải mọi lúc. Tại sao không ai cảnh báo mình rằng công việc này rất nguy hiểm? Mình có thể xem vé của bạn không? Mời vào. Cảm phiền, vé. Đây, xem phim vui vẻ. Bay nào, máy bay giấy. Mang vé đến người bạn của mình nào. Yeah, bắt được rồi. Vé của mình đây. Mời vào, cảm ơn. Bay đi, vé ơi. Cái gì thế? Mình đến đây. Vào đi. Trong lúc cô gái đang thu hút sự chú ý của bảo vệ, Alan có kế hoạch giúp bạn của anh ấy, Sean, lén vào rạp chiếu phim. Sean, sẵn sàng. Bắt được rồi. Kéo. Đi nào, Sean. Còn một chút nữa. Ô không, bảo vệ đã phát hiện ra mình. Mình chỉ mới vào được phần đầu thôi à. Lăn khỏi đây khi bánh xe vẫn còn nguyên. Thùng rác, mình cần bạn. Mình sẽ trốn trong này khi không ai thấy. Như thế này. Ai đó đã bỏ gạch vào đây hay sao? Vào đi. Cảm ơn nha. Yeah, mình đã làm được. Wow, chàng trai lẻn vào trong thùng rác. Tuyệt đấy. Mình sẽ thử nó. Bộ phim đâu rồi? Chà, bãi rác không phải là một phần kế hoạch đâu. Trốn dưới váy thật không thoải mái, ngay cả chiếc váy dài như thế này. Này, bạn xong chưa? Mình nghe tiếng gì đó. Hay mình chỉ tưởng tượng thôi ta? Vào đi. Thật vất vả. Nhưng chúng mình đã làm rất tuyệt. Đập tay nào. Chàng trai, vé của bạn đâu? Đây, một vé. Chỉ có mình. Được rồi, mời vào. Anh ấy thật đáng ngờ. Các cậu, đi một bên thôi. Một bên. Hiệu quả, tụi mình vào rồi. Linh hồn thú vị kêu gọi bạn. Giúp mình điều khiển tâm trí người đàn ông này. Thần đất đến đây. Thần khí triệu hồi. Ồ, mình có thể kiểm soát suy nghĩ của bạn. Bạn đang mơ. Hiệu quả rồi, các bạn mau vào đi. Hiệu quả rồi nè, vào nhanh lên. Thật kỳ lạ, nó có tác dụng trong lần thứ đầu tiên. Trò đùa, vé của bạn đâu? Bạn không thể vào trong mà không có vé nha. Sinh nhật vui vẻ chàng trai. Hôm nay là ngày của bạn. Chiếc nón này, bạn thật đẹp trai. Nhưng hôm nay không phải là sinh nhật của mình. Không vấn đề gì, chúng ta có Pinata. Pinata, mình thích chúng. Chúng mình có một cái gậy đi cùng Pinata. Bạn sẵn sàng chưa? Bạn sẽ làm được. Các cậu đến đây. Cẩn thận đấy. Pinata đâu rồi? Mình không thể đánh trúng. Mọi người đâu rồi ta? Không Pinata, không kẹo, lừa gạt mà. Ánh sáng, thiên thần, những bức ảnh thật tuyệt. Mình không thể tin vào mắt của mình. Gương mặt thật tuyệt, may quá. Khuôn mặt tuyệt vời, không thể tin được. Nó có tất cả. Vừa nam tính vừa nhạy cảm. Sự kết hợp tuyệt vời. Mọi người sẽ thích nó.
Không nền thì không được. Đứng ở đây nè, ánh sáng sẽ làm bạn trông như một vị thần luôn. Xuất sắc. Đây là những gì mà mình cần. Bạn sẽ nổi tiếng. Và mình phải đi rồi nha. Này, anh ấy đi đâu thế? Cái gì thế nhỉ? Wow, trái phải. Wow, ha ha, tuyệt vời. Ê, xin lỗi. Ai đó? Bạn có thể nói mình biết cái gì đấy không? Cái này hả? Kính VR. Thật khó để giải thích. Bạn phải thử nó. Nó tuyệt lắm đây. Vui vẻ nha. Wow, thật tuyệt. Các cậu, nhanh thôi nào. Nhanh lên. Cảm ơn, một thiết bị tuyệt vời. Vé đây. Không có gì, mình vui vì bạn thích nó. Mình sẽ vào rạp dù có chuyện gì xảy ra. Mình lén lút như một ninja. Bìa cứng Deadpool này sẽ có ích lắm. Mình chỉ là một poster, đừng để ý đến mình. Sắp đến rồi đây. Mình gần mục tiêu rồi. Deadpool, đừng làm mình thất vọng. Đồ ngốc. Thêm vài bước nữa. Yes! Hiệu quả rồi. Mình đây. Xin lỗi. Ô không, bộ phim hết rồi. Làm thế nào mà? Kế hoạch của mình rất tuyệt. Một ngày không may. Đừng lo, lần tới bạn sẽ thành công thôi. Vé của bạn đâu? Thật ra bọn mình không có vé. Bọn mình có thể vào trong được không? Bạn không thể vào mà không có vé được. Làm sao để vào trong? Mình có ý này. Khi mọi người bắt đầu đi vào, chúng ta sẽ lẻn vào dưới lan can. Bạn nghĩ kế hoạch có hiệu quả không? Tại sao không? Được, sẵn sàng thôi. Đợi đã, lại là bạn à? Ra khỏi đây đi, vị khách không mời. Này bạn cũ, lâu rồi không gặp bạn. Của bạn đây. Vé của chúng mình chỉ cho bạn thôi. Đây không phải là vé, đến quầy bán vé đi. Và mình sẽ giữ cái này. Mình có một kế hoạch táo bạo. Tụi mình lẻn đến chuông báo cháy. Cháy! Mọi người phải rời khỏi đây. Yeah! Đây là cơ hội của chúng ta. Đi thôi nào. Cái gì thế? Tiền hóa trang sao? Vé của bạn đâu? Mình không cần vé. Mình là nhân vật chính của bộ phim. Wow, là bạn sao? Người nhện. Tất nhiên rồi. Họ không thể bắt đầu mà thiếu mình. Mình phải nhanh lên. Chúng ta làm gì đây? Chúng ta chỉ có một vé. Làm thế nào để qua mặt được bảo vệ bây giờ? Nè các cậu, muốn vào trong à? Mình có ý này, mình sẽ giúp bạn. Ồ, cảm ơn nha. Cái gì thế? Một chiếc ví à? Ồ, có tiền. Lại đây, bạn đi đâu vậy? Mình sẽ bắt được bạn. Ủa, ví của mình. Cảm ơn nha, mình đã tìm nó khắp nơi. Mình chỉ muốn trả nó về chủ của nó thôi. Cảm ơn đã giúp đỡ, kế hoạch thành công. Bạn là ai? Ca làm của bạn kết thúc rồi. Mình sẽ làm ca tiếp theo. Tuyệt, mình có thể ăn trưa rồi. Mọi việc đang theo kế hoạch. Nhân viên bảo vệ không nghi ngờ gì. Này các cậu, đến đây. Trong lúc bảo vệ đi vắng. Đồng nghiệp, cảm ơn đã trực giúp mình nha. À, không có gì. Mình nghĩ mình sẽ vào trong và xem mọi thứ có ổn không. Bạn có thích các câu chuyện vui không? Hãy bình luận bên dưới cách bạn chọn để lẻn vào rạp chiếu phim nha! Chiếc vé trên máy bay giấy, thùng rác hay là một nhiếp ảnh gia?
Và đừng quên cho video này một like, đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để không bỏ lỡ những video thú vị mới đến từ kênh Trôm Trôm nha.